Kính thưa tất cả quý vị, về dự đêm bế mạc tối hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu về phía lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, trưởng ban tổ chức Liên hoan dân ca Ví Dặm 2016. Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh, cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An, xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của đồng chí Lê Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, trưởng ban tổ chức Liên hoan dân ca Ví Dặm 2016. Xin được trân trọng giới thiệu có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, câu lạc bộ các huyện, thành thị và toàn thể quý vị khách quý, đồng bào, đồng chí và các bạn đã có mặt tham dự chương trình tối hôm nay. Xin đồng nhiệt chào đón. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời nghệ sĩ nhân dân Phạm Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, Phó trưởng ban tổ chức Liên hoan dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh năm 2016, trưởng ban giám khảo, lên sân khấu đọc báo cáo tổng kết liên hoan. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, thưa các nghệ nhân, diễn viên, nhạc công đến từ hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, thưa toàn thể bà con nhân dân. Sau 3 ngày chung kết sôi nổi tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, Liên hoan dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh 2016 giờ phút này đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc trong mọi tầng lớp nhân dân và anh chị em nghệ nhân, diễn viên 25 câu lạc bộ của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh về tham dự liên hoan. Về chuyên môn, với tinh thần trách nhiệm, công tâm trong nhận xét, đánh giá và chấm điểm chương trình, tiết mục tham gia liên hoan, thay mặt ban giám khảo, tôi xin đánh giá tổng kết như sau. Về ưu điểm, đây là lần thứ 3 liên hoan dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh được tổ chức từ cơ sở đến cấp tỉnh và cấp liên tỉnh. Hoạt động này không chỉ khẳng định giá trị trường tồn của Ví Dặm, mà còn tạo ra không sân khấu lớn cho nghệ thuật quần chúng được đua tài, khoe sắc, đồng thời thể hiện trách nhiệm của hai tỉnh, các địa phương, đặc biệt là đồng bào và đông đảo nghệ nhân, diễn viên trong việc tuyên truyền, quảng bá và tôn vinh di sản dân ca Ví Dặm sau khi được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ban tổ chức ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm của các câu lạc bộ, đặc biệt là của các nghệ nhân, các anh chị em, tác giả, biên đạo, diễn viên các câu lạc bộ, có cả các câu lạc bộ mới tham gia lần đầu, trong việc sáng tác, biên tập, tập luyện và tham gia liên hoan. Dù trong điều kiện còn khó khăn về nhiều mặt, nhưng các câu lạc bộ đã nhiệt tình, cố gắng hết mình để tham gia biểu diễn, góp phần quan trọng cho thành công của liên hoan năm nay. Các câu lạc bộ đã bám sát vào quy chế của ban tổ chức liên hoan để xây dựng chương trình có kết cấu, bố cục chặt chẽ, hợp lý, đảm bảo về thời lượng chương trình, chủ đề, thể loại, hình thức thể hiện, đầu tư dàn dựng nghiêm túc, có nhiều sáng tạo mới, có tính nghệ thuật cao. Những trò diễn xuất dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh được các câu lạc bộ sử dụng đa dạng về không gian sông nước, đồng ruộng, làng quê, ngành nghề ở khắp các địa phương, làm sống lại đời sống và không gian diễn sướng đặc sắc của các loại hình nghệ thuật trên sân khấu. Liên hoan lần này có sự tham gia của gần 600 nghệ nhân, diễn viên. Trên sân khấu lớn, họ đã thực sự đưa tâm huyết của mình, hào hứng, say sưa với phần diễn, từ sắc thái biểu cảm, động tác, tiếng nói sân khấu, giọng hát, thực sự đã lôi cuốn, đưa khán giả trải qua những cung bậc cảm xúc, lắng động, gần gũi và càng thấy yêu quý Ví Dặm mình hơn. Điều đáng ghi nhận tại liên hoan lần này chính là xuất hiện nhiều gương mặt trẻ tài năng, có nhiều giọng hát nhỏ tuổi, hát dân ca ngọt ngào, thể hiện nhuần nhuyễn các làn điệu Ví Dặm nguyên gốc, lời cổ. Với cách thức trao truyền chuyển giao đó, chúng ta có quyền đặt niềm tin vào thế hệ trẻ trong việc tiếp nối, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa quý báu mà cha ông ta để lại. Một số nghệ nhân sau khi được phong tặng nghệ nhân ưu tú đã phát huy tốt danh hiệu được trao, luôn động viên xây dựng phong trào và họ vẫn là hạt nhân nòng cốt trong các câu lạc bộ. Tại liên hoan lần này, ban tổ chức ghi nhận các chương trình đã có đầu tư tiết mục mới do các tác giả tại các địa phương viết lời, có sự tìm tòi sáng tạo, nội dung khá phong phú, hấp dẫn, gần gũi với đời sống sinh hoạt,
với bản sắc văn hóa của từng địa phương. Mong rằng các tác giả tại các địa phương số lượng ngày một đông hơn, tiếp tục phát huy nhiều hơn và chất lượng viết ngày càng cao hơn, để thực sự dân ca chính là lời ca của dân, dân tự sáng tạo, thực hành di sản và thưởng thức các giá trị văn hóa từ cuộc sống đời thường. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo địa phương hai tỉnh, các vị đại biểu, các cơ quan báo chí truyền hình, các đồng chí và đặc biệt là toàn thể anh chị em nghệ nhân diễn viên, tác giả biên kịch, dàn dựng đã làm nên thành công rực rỡ cho Liên hoan dân ca ví dặm nghệ tĩnh 2016. Kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Tôi xin tuyên bố bế mạc Liên hoan dân ca ví dặm năm 2016. Xin chào và hẹn gặp lại Liên hoan lần sau. Xin trân trọng, cảm ơn. Ngay sau đây sẽ là giây phút quý vị chờ đợi lâu nhất. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Vương Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An. Xin được trân trọng kính mời ông Bùi Nhân Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh sẽ lên tặng giấy chứng nhận cho 14 đơn vị đạt giải khuyến khích trong liên hoan lần này. Xin chúc mừng câu lạc bộ dân ca ví dặm phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Xin chúc mừng câu lạc bộ dân ca ví dặm xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Xin chúc mừng câu lạc bộ dân ca ví dặm xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Xin chúc mừng câu lạc bộ dân ca ví dặm xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Xin chúc mừng câu lạc bộ thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Xin chúc mừng câu lạc bộ xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Xin chúc mừng câu lạc bộ xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Xin chúc mừng câu lạc bộ phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Xin chúc mừng câu lạc bộ thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Xin chúc mừng câu lạc bộ xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Xin chúc mừng câu lạc bộ trung tâm văn hóa huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Xin chúc mừng câu lạc bộ xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Xin chúc mừng câu lạc bộ xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Và xin chúc mừng câu lạc bộ phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Hồ Mậu Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, Phó trưởng ban tổ chức. Trân trọng kính mời ông Bùi Xuân Thập, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh, đồng Phó trưởng ban tổ chức sẽ lên tặng giấy chứng nhận và hoa cho 6 câu lạc bộ đạt giải ba trong liên hoan lần này. Năm 2016, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Lê Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, trưởng ban tổ chức liên hoan. Xin được trân trọng kính mời ông Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, đồng trưởng ban tổ chức liên hoan, lên tặng bằng khen và hoa cho 2 câu lạc bộ xuất sắc đạt giải nhất trong liên hoan lần này. Xin chúc mừng câu lạc bộ dân ca ví dặm phường Đội Cung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và câu lạc bộ xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh là 2 câu lạc bộ đá xuất sắc đạt giải nhất trong liên hoan lần này. Tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón xem những tiết mục xuất sắc được lựa chọn trong liên hoan dân ca ví dặm nghệ tĩnh năm 2016 để phục vụ cho tất cả quý vị trong đêm tổng kết hôm nay.
đạo thánh kiệt tác, khóc nàng kiều người khóc cả nhân gian. Linh thiêng nguồn cội dâng người mà câu ca, hương khói tỏa cờ hoa rực rỡ, dòng lam giang câu ví đậm sâu. Lam giang câu ví đậm sâu, nón cao hồng lĩnh nghẹn ngào làm gió đưa. Dù hồn người lời rút nức nở, bậc tài tâm lệ ứa hoa thành thơ. Nhớ thương một đấng tài tâm, chặt chiêu từ những mảnh đời mà gian truân. Thương coi người trầm luân bao kiếp, mà vần thơ tha thiết tận tâm can, mà vần thơ nhức nhối tận tâm can. Tâm can người đi để lại cõi trần niềm tiếc thương, thiên nhiên chín nhớ mười thương. Làm kiều cuộn sóng nón hồng vờn mây, sông lam con nước với đầy bóng người thấp thoáng theo làn khỏi mây. Kia người về, người đã về đây. Người về cười gió cười mây, chập chờn hồng lình bóng ai qua giang đình. Bên xưa vò vò con đò tình, câu ca phường tài cho mình bên ta. Thạc lưỡi phường non xóm xa, đường lưu tơ rồi ai sẽ vào lòng để người đêm tưởng ngày trông. Người đêm tưởng ngày trong tình duyên còn nở, tớ lòng vẫn vương nhớ đêm trăng lạnh sương buông. Đò cài ai chờ mai không thấy bờ, tiếng quê lay động hồn thơ. Bề sâu sâu bề vẫn thơ lệ hoa, trăm năm trong cõi người ta. Bề dâu dâu bề vẫn thơ lệ hoa. Trăm năm trong cõi người ta. Trăm năm trong cõi người ta.
ta. Chữ tài chữ mình khéo là ghét nhau trải qua một cuộc bể dâu những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Ai gọi tên ta? Phải chăng là nàng kiều thuở trước gọi hồn ta hòa tiếng khóc nhân gian? Sinh thời ta đã từng trăn trở bất tri tam bách giữa niên thiên hạ nhân khắp tố như cùng nguyện cùng nguyện thiên điện bất tri tam bách dư niên hầu thiên hạ hà nhân khắp tố như lời tán rối cuối cùng của một hồn thơ từng chữ từng lời lệ nhòa máu để nhân loại hôm nay trọn niềm yêu nhớ lật giờ từng trang kiếp trăm luân bề khổ tổ như ơi nức nở tiếng khóc đời. Trải lòng tình thương cho mọi kiếp người, cho nhân loại nụ cười và nước mắt. Một khúc nam ấm là tinh hoa dân tộc, niềm kiêu hãnh tự hào của đất nước đồng tiền. Về cội nguồn thiêng nơi ấy thiên nhiên, nghe gió thổi nón hồng đến sang đỉnh sóng hồ. Câu ví quê hương nghẹn ngào nức nở, nhân loại mãi muôn đời thương nhớ hồn danh nhân. Người ơi, thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mời bằng ba chữ tai. Lời quê chấp nhặt giống dài, mùa vui cùng được một vai trọng cánh. Ta về lại cội nguồn thiêng, tuổi đi xuân một miền yêu nhớ. Giang đình ơi con đò ai đứng đò, để không reo trong gió nỗi mong chờ. Câu kêu gợi nhớ hồn thơ xưa, lòng thương nhớ cụ tổ như niềm tự hào của quê hương xứ sở. Đất mẹ tiên điên người về đứng đò, dâng đèn hương thơm mơ hát mãi tên nước người. Ta về lại cội nguồn thiêng với nghi xuân một miền yêu nhớ. Giang đình ơi con đò ai đứng đò, để không reo trong gió nỗi mong chờ. Câu kêu gợi nhớ hôn thơ
thương nhớ cụ tổ như niềm tự hào của quê hương xứ sở đất mẹ tiên điên người về đứng đò dâng đèn hương thơm. Quá nam nhi thấy
Chức
quan cứ lệnh mà lính cứ điền, chết đã sáng giờ hỡi là tuần tôi đóng công liền, đóng công đóng công. Tôi có việc ở cần. Đấy chắc chắn là con mẹ thật đi tìm bò rồi. Con mẹ đấy là khốn ngoan tạo đẻ, quá cha là trời. Chứ gái một con rồi mà nhìn cứ phi phấy đó đi. Phén ní thì biển trái bắt Tuân. Chứ ai kêu Tuân thiệt cái đỏ ơi. Dạ, em chất thất đây. Bà quán đã đóng cổng làng, cho em ra ngoài đồng em tìm tỷ đà bạc ơi. À, thì ra là thật đang trống. Dạ bác. Chứ đêm hôm không ở nhà với chồng con, ra đấy mà tréo gheo, không sợ chồng con nên ghém đấy à. Bác ơi. Kiếm khắp làng không mơ thấy. Chắc là hắn chạy ra đồng, bà khoan đã đóng cổng làng, cho em ra ngoài đồng em dắt nó về là bác. Ủa cha là trời, cứ tưởng là cái chuyện chi chí, hỏa ra thì bác cái chuyện bo mé. Ô thật nỉ. Dạ bác. Thì nói cái nỉ, có những cái á không đáng dư á thì họ mới cứ dư khứ á. Con bò bạc đắm bạc điều thì ó mới cứ thả tròn chạy. Thôi hết giờ rồi, về đi rồi mãi ra tìm hay. Ô này bác. Mấy con bò đực á. Lần mê mấy con bò cái lắm. Lỡ sáng mai anh chạy mất cho mình rắn bác. Rắn á thì kể lời, chứ dư tôi mà mở cổng cho mãi ông Lý mà biết được, ông ấy cho tôi nghỉ liền. Chứ ông Lý đang mong đánh ngỡ bài. Chỉ có em biết, bác biết, chứ có ai mô bác ngỡ mô. Nó được mà. Bác thương em à, thì bác mời cổng cho em đi bác. Thương ngó thì thương lắm, thương lắm. Chứ dư mà tôi mở cổng thì ó vì mình răng cho tròn tình. Rửa, bạc thích cái chi? Em có, em cho bạc liền. Này, ó nói gì đây? Bạc thích cái chi? Ó hứa đấy nhá. Hứa đó bạc à? Bạc Tuân là bạc. Bạc thích cái chi? Bạc thích là... Bạc thích... Thích cái chi bác? Bạc thích cái nế gì? Quá làng nữa coi! Ông Tuân ông làng nữa thôi! Tôi về tôi mang chồng tôi! Ông này đình! Đình phỉ phúi cái mồm nhỏ! Là tôi thích cái chàng mùi, chứ ai đồng chỉ mô mà ó hẹn. Chứ phát rô tường của ó là bảo lắm, của nhà ó là quý lắm. Thì em thấy bác nằm, em cứ tưởng bác rơ. Chứ bác ơi, cái chạc mùi hắn dài hắn nơ. Chờ em đây thân nơ gái. Chứ vẫn bó bò cũng phải bò ngay đó. Vừa chả là trời ơi. Ôi bác ơi. Bác ơi em lờ dài. Con bao tháng rồi. Con mê đi đảo để thất rồi. Đờ bác Tuân dày. Ôi dạ bác. Vừa trời tệ. Bác. Đảo để thất ráng đỏ mồm. Này. Sai á. Mà biết xin lỗi.
Dạ bác. Thì vật tuần thả cho hay. Mà mò thật nè. Dạ bác. Tôi nghe nói là ó mới ở nhà đi hát phương hát hồi, bẻ ho bẻ dầm hay lắm. Dư trong cái hoàn cảnh ní á, ó mới mà bẻ được một đoàn cho giống. Thì bác Tuân mở cổng cho mà ra nhá. Này bác ơi, bác nói à thì phải dư lấy lời hay. Ừ. Rửa thì em mà bẻ dầm đi bác nè. Ừ, ó mới bẻ đi mô. Bác Tuân dư cửa lăng mà như dư cửa minh, nọ kệ chi trừ tinh, cứ khăng khăng đóng chặt, khăng khăng đôi đóng chặt. Hãy hãy bác ấy thật độ mà bác Tuân dư cửa lăng mà như à, con mê đi lão thắng bác. Chứ mẹ mới nói cho nói xiên, chứ tưởng là răng chứ nói rửa là tôi đóng cổng liền cho nó chơi. Này bác ơi, bác đóng ơi cổng. Giờ tại bác ngẩng ngàng rồi, em hát cũng mấy lời mà bác cũng nghe sai là răng. Sai là răng mồ. Quá trời tệ, em hát gì thế mà. Hát lại. Bác Tuân dư cổng lang như dư cổng nhà mình, có lý có tình ai cần là bác mơ, em cần á là bác mơ liền hay. Được cái vòng đeo khéo chưa thế. Ô thật nỉ. Dạ bà. Ô mới bẻ ve hay lắm. Dạ. Rồi ô mới có biết ho khoán đúng không? Chứ ho chí mà em nào biết bác. À rửa thì dư đi. Dư bác sướng. Rồi ô mới số. Dạ. Ô mới số đúng thì bác thả chứ, hay. Dạ rửa bác hát em nghe. Ừ rồi bác sửa cái này nhá. Ơ mất bò mới lo làm chuông nỉ. Khoan ơi hơi ho khoan. Ơ dư tôi đóng cổng nỉ. Khoan ơi hơi ho khoan. Dư tôi đóng cổng hết tương ó ra nỉ. Là trời của biển số đầy như mô mô. Bác ơi, khoan đây là khoan đà, chớ vội đóng cổng lang. Khoan ơi hời hò khoan, ơi hời hò khoan, rồi dô hò khoan, ơi hời hò khoan, rồi dô hò khoan. Dư bị trúng nữa nè. Dạ bác. Nhưng mà hơi muộn hết rồi. Trong cái dân cá ó giỏi đó có biết cái hát khuyến không ạ? Chứ hát chi em cũng biết bác ạ. Ồ rồi thì dư đi nỉ. Bác hát một đoàn. Dạ bác. Rồi ó đổi lại một đoàn cho trình. Nếu bác Tuân thấy hay thì bác dư bác ra mở cổng cho mà ra nhá. Dạ bác. Rửa bác hát em nghe coi mù. Bác hát đây nỉ. Tôi mở cổng ra là khai môn mở cửa, tại chốt ở giữa là trung hầu chi gian. Hai cái cảnh hai bên, bên phải và bên trái, tôi mở đi mở lại thấy thoải mái vô cùng. Có kẻ mở người cũng là nhân duyên kỳ ngộ đó. Quá trời ơi chứ bác hát đối khó với dài rửa thì em mình rắn mà đổi lại được bác. Khó mới đổi chứ đi. Nếu không đổi được thì thua nha. Này bác. Rắn mồ. Em đổi. Ừ, ó mới đổi đi. Mà nì bác. Ơi. Em mà đổi à thì bác đừng có cười em hay. Bác nó cười mà, ó mới đổi đi. Rửa thì em đổi đi bác đi. Đổi đi mồ. Cười yếm ra là khai môn mở cửa, tại ưng ở giữa là trung hầu chi gian. Hai bát đục hai bên là bên phải bên trái, chồng em xoa đi xoa lại gọi mãi vô cùng. Có bữa không là nhân duyên kỳ ngộ. Hãy thật rồi. Hay không bác? Ồ thật nè. Bác. Hay thật đó. Dạ bác.
Nhưng mà ọt thả trơi rắn bạc chó bạc tuần xin sửa hái trừ có được không? Cái trừ gì đó bác? Cái trừ chồng em á nè. Chồng em rắn bạc. Thế chó bạc tuần sửa là bạc tuần xóa đi xóa lại thấy thoải mái vô cùng có được này bác. Em lém nó thì cứ rửa mông. Ôi chứ bác Tuấn ơi, nửa đêm nửa hôm em chạy em tìm khắp thôn khắp mơ sợ cơ nghiệp có con bố mà giờ chạy môn nọ trồ bác lại con treo gẹo chi chi bác ơi bác mở cổng đi tìm được bố rồi em quay ở lại nếu bác thích chia thì em cũng ở chiều chớ là ó mi ơi nó cho tôi thấy ó mi đẹp người đẹp nết sửa cho nên tôi đua một chút chứ nó có ý chí mô con bò nhỏ tôi bắt được đáng cột ở sau nhà chứ dư ó theo tôi ra mà nhận kẻo ăn thoạt ra lý khó tìm quá trời ơi ngáo ngán trên đời đi trời nè rửa mà bà cũng nói sớm cho em biệt mình em lau hết cả hôn em cảm ơn bác hay thôi ơn về Huệ chí dạ. Dư thì ó theo túi ra đấy dạ. Theo túi ra đây là tôi cho bò ra luôn dạ bà đi bò đây tôi cho bò đấy đây đường đi đường đi bò về bên đi bò bên đi cho bò ra luôn. Xa xây lò đỏ ơi chứ chi giữa mấy ánh xà sơn lâm đỏ tranh đứng ngoài ngò rồi mấy cái à xà xây lò ba bốn thùng rẻ hoa tranh ngược mân răng à lạnh mẹ lạnh cha cho anh vô say vai cối không rồi thì à thở vô thở ra mân kỳ rót anh đây hân lồ nỡ nhau đó không rồi thì à thở vô thở ra mân kỳ rót anh đây hân lồ nỡ nhau đó các à nà cối kẹo nó mất đít so với đỏ nha. Cối kẹo mà đít rọt đi đó. Các em để đó chị. Ơ cho các em xà sơn lông đỏ ơi. Ơi cho bốn thùng lọ rẻ hoa em mới xây được hai. Bốn mới xây được hai. Cho thương anh đứng đợi cửa ngõ muốn anh vô cùng em ta say vai ở cồn rồi ta lại cả hát cả say thì em sườn biết ra rằng anh ở nơi em muốn anh vô cùng em ta say vai ở cồn rồi ta lại cả hát cả say thì em sườn cùng em ta say vài cối rồi cả hát lại cả say tiên sướng biệt lắng anh nơ say say luôn các à nha say đi say cho hai chí cả anh xa mô
chuông ngà vang, cha đất sơn lâm rồi mi có của bởi ngài. Phần con gầy rồi mi nữ ở nhì, cứ lo kén rồi mi tròn chi, trại ban đồ a di mà o ngoảnh mặt a đi, rồi qua lửa lờ thi mà ở đến dư rồi mi cũng phải. Mà ở đến dư rồi mi cũng phải. Nì 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 nì, vì tôi nuôi mẹ ra rồi mi trăm ba tuổi, được bao hiếu rồi mi vô cung chứ, mãi thiên địa rồi mi xoay vân chứ, sổ mẫn nên rồi mi tiến na của mãi thiên địa rồi mi xoay vân, sổ mẫn nên rồi mi tiến na của mình em như rồi mi tâm ba lùa đưa dẹp bỏ rồi mi vô rương chứ, khách mua bán rồi mi cùng đồ chứ, không có ai rồi mi đang già, khách mua bán rồi mi cùng đồ nha, không có ai rồi mi đang già, chưa rồi chế cánh rồi mi son ở cả lại sàn, ra rồi mi đã ở kiêng, có phần thì rồi mi có xuyên. Xây hoa thì rồi mi đổ ở quà. Chân người ơi, chắc khổ em lòng các anh ơi, chắc trái trong làng ở trường xa mà thiếu chi kẻ rập mà ranh, cha nơi nên thì rồi mi cũng ngã có, nơi có nó rồi mi nên nỡ chi, nên em phải rồi mi tìm mà đi, chốn rừng xanh rồi mi biển nà xanh, chốn rừng vàng rồi mi biển nà vàng. Đó các em có biết cái nỗi khổ của bất túy nè. Nè 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 nè, ô ăn cầu rồi vì nhớ hạt, bàn ăn tu rồi vì nhớ vui, tiếng ngọc mẹ rồi vì dối mãi, tao cho rồi mi quân từ, người cho người rồi mi quân từ. Tháng ba mươi rồi mi phiên chờ, ó về được rồi mi một lần, vân hồi ó rồi vì nhỏ dâm, nhỏ đùng vì cao ở trẻ. Chờ ra đường dài mi nghỉ ở khỏe, nghỉ cho hết rồi mi trăm mơ bé chứ, đường đi lo rồi mi đường về, thăm cha già rồi mi kẹo trưa, thăm mẹ già rồi mi kẹo tùy. Cho trách những ngày rồi mi xây núi, xây núi thấp rồi mi núi duyên cho mà đau, để thông hành rồi mi buồn bán
nì ó nì rửa bữa mông hai rồi mi chờ vội khách đưa dù rồi mi nhơi chơi ó về trưa 30 mà bạn về chiều mông mồm đỏ nữa. Các em có biết cái long da của tụi không nào? Cái long da rắn mô chờ cầu lồng tôm rồi mi đầu hột nà em tròn lấy rồi mi một nà khăn chứ mai em về rồi mi rưỡi la ngô mở chú ra cho bà nà ăn tiếng lấy nhôm rồi mi trên nà trài tiếng lấy trông rồi mi trên nà trài tam sơn khê rồi mi tư hài khắp cả huyện rồi mi kia hoa chân long tui muốn rồi mi chơi ga ai được buông ra rồi mi xanh long tui muốn rồi mi chơi ga ai được phường về rồi mi nì a xa ơi chờ cả năm trong rồi mi trâu ở cành chờ voi ngựa rồi mi bay xa ó nó chịu khó rồi mi đất ta mà ó lại hàm tiền rồi mi đất khác đó là tại cái sổ túi hân vô duyên xấu số tại tụi nó chịu khó rồi mi đất nơ ta mà tụi lại hàm tiền rồi mi đất nơ khàn tụi hàm tiền rồi mi hàm mơ vàng coi bấm nặng rồi mi hơn nơ chi giữ duyên phần a di cho lấy trong ru trong gì chưa trời ơi giữ hòn rủ trộm mẫn che đi mà ngóng về nhà kèn tròn cho lắm nà. Trong vừa mát gió thu về dòng hạt cá ngơ trong nhắn người bạn cũ bên sông mà con đò bên ngơ đời hết ngày mong đêm mưa
chiếu lại con thuyền đạo ngài vươn tay lại đông tâm cho tình nghĩa ngàn năm trọn lời ước nguyện ta thương nhau bằng trời bằng biển anh xa em như bên đi xa thuyền dù ba ngã tung tiếng mùa đông em nơi bàn tình sâu mù mịa nặng dù đã nạn vàng phai lời thế chẳng đơn sai một lòng giữ về đã bao ngày ở cánh ngờ chờ đêm ngày nhớ để mơ mong mơ luôn thanh thanh bên ngờ lòng mơ ruột tâm rồi tớ vương mơ rồi nhớ thương em luôn giữ trong lòng dẫu cách đuổi cách sông trừ tình em xin giữ mỗi ba năm mơ có nở mặn nở từng chín tháng có nở cây xin lỗi ta tình nặng dù có xa nhau đi chẳng ngờ tình ba vạn sáu ngàn ngày mà nó Quan Du Quan, Quan Du Quan, Quan Du Quan.